ngôi nhà cổ kính với kiến trúc độc đáo là đặc trưng và là niềm tự hào của phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Tuy nhiên thì nhiều nhà trong số đó đã xuống cấp. Người dân thì vẫn đang từng ngày sống trong nỗi thấp thỏm, lo lắng, mong ngóng được hỗ trợ tu bổ tôn tạo. Cũ nát, xuống cấp trầm trọng là hiện trạng nhà ông Hương, được xây dựng cách đây gần 200 năm và xếp vào di tích loại 1. Đến nay gia đình ông đang rất lo lắng bởi việc tu sửa chỉ là giải pháp tình thế, chấp vá nhất thời. Có cái nắp, cái nhỏ rồi giờ trừ lẫn xuống cấp. Có cái vị thái là hơi cái trụ còn hơi bên này còn ngà là còn bị sệ lằn xuống. Mà nếu mà không sự quan tâm của nhà nước thì cái ngôi nhà này hắn thể có xuống cấp trầm trọng hơn. Còn chúng tôi hoàn toàn là nói chung là không có điều kiện là để mà chỉ yếu là tạm bợ chứ thôi, chứ còn không có điều kiện mà phục hồi chứ những hoàn thiện như được cái kiểu như trăm như hồi xưa được. Tương tự, nhà ông Sơn có niên đại 100 năm tuổi, cũng trong cảnh chờ sụp. Ông cho biết do nằm trong diện nhà cổ nên muốn sửa theo ý mình cũng không được, còn sửa theo đúng quy định của thành phố thì mất tầm 2 tỷ đồng. Còn trong đi là sinh hoạt vậy thôi chứ không thể buôn bán kinh doanh gì được hết, cho nên không có tiền để hỗ trợ cùng nhà nước được. Đó cũng mong nhà nước hỗ trợ 100% để cho chúng tôi sinh hoạt được ổn định hơn. Đại diện thành phố Hội An cho biết luôn tạo điều kiện hỗ trợ để các chủ di tích thực hiện việc tu bổ theo quy định. Đối với các di tích xuống cấp nghiêm trọng thuộc sở hữu tập thể, không có đại diện pháp lý, trung tâm đã tham mưu xin hỗ trợ 100% kinh phí tu bổ. Các cái di tích mà có mà các cái nhà ở riêng lẻ trong phố cổ mà có nguy cơ thì chúng ta hỗ trợ cái hệ mái ngói âm dương để làm lại. Còn đối với các cái di tích mà được xếp loại có giá trị đặc biệt loại 1, loại 2 thì là trung tâm đang tham mưu thành phố. Sắp tới là vừa đầu chúng tôi cũng đã báo cáo Ủy ban nhân tỉnh cũng như Sở Tài chính, là có nghĩa là chúng ta bây giờ là xác định đây là cái quan điểm mà chúng ta trùng tu di tích là giữ gìn các giá trị di sản. Phố cổ Hội An là điểm thu hút du khách trong và ngoài nước bởi vẻ cổ xưa hiếm nơi nào có được. Nơi đây cần có một biện pháp tu bổ, khắc phục một cách quyết liệt hơn nữa để bảo tồn những nét đẹp văn hóa lịch sử bao đời cho thế hệ mai sau. Đã có ít nhất 23 căn nhà bị sập hoàn toàn do mưa lớn kèm theo lốc xoáy xảy ra vào chiều nay trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Theo báo cáo nhanh từ các cơ quan chức năng của tỉnh Kiên Giang, lốc xoáy xuất hiện vào khoảng 18 giờ ngày 9 tháng 10 tại nhiều xã của huyện Rồng Riềng. Hậu quả của trận lốc xoáy làm 23 căn nhà bị sập hoàn toàn, gần 30 căn bị tốc mái, ước thiệt hại tài sản hơn 3 tỷ đồng. Đặc biệt, trận lốc xoáy còn làm nhiều người bị thương, trong đó có những trường hợp nặng phải chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang cấp cứu. Ngay sau khi sự việc xảy ra, các lực lượng vũ trang của địa phương đã có mặt tại hiện trường để giúp người dân dựng lại nhà cửa, thu gom đồ đạc và hỗ trợ người bị thương. Hiện chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi động viên để sớm có những hỗ trợ giúp người dân nhanh chóng ổn định lại cuộc sống. Thưa quý vị, mưa lớn trong những ngày qua đã làm gia tăng nguy cơ sạt lở núi tại tỉnh Quảng Ngãi. Các phương án, nhất là khâu di rời người dân được lãnh đạo tỉnh chỉ đạo sát sao nhằm đảm bảo an toàn, giảm thiểu tối đa thiệt hại về thiên tai xảy ra. Tại khu vực núi Măng Cầu Muồng, xã Sơn Bao, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi này thì cũng đã xuất hiện một vết nứt núi tương đối là phức tạp với chiều dài là hơn 60 mét. Và hiện nay là chính quyền địa phương cũng đã chỉ đạo tập trung các phương án là theo dõi để có thể là di dời những hộ dân ở dưới chân núi nhằm đảm bảo an toàn. Ba ngày nay, vợ chồng anh Ung không dám ở nhà mà phải sang lánh tạm nhà người thân. Núi Măng Cà Muồng xuất hiện vết nứt lớn đe dọa trực tiếp người dân trong làng và điểm trường mầm non. Hai vợ chồng thì cũng giống ở nhà, sợ đặt nó lỡ, giống ở nhà. Địa phương có giải pháp là trước mắt thì đã gian dây cảnh báo và tuyên truyền vận động người dân đi qua lại chú ý để đón tiếp xảy ra. Có một cái điểm trường mầm non Hưng Dương thì hiện tại thị xã cũng đã chủ động làm việc với hiệu trưởng thì di dời cái điểm trường này là đến cái nơi an toàn. Còn riêng đối với cái bốn hộ dân thì xã cũng đã nhiều lần xuống tuyên truyền vận động người dân thì đến ở những cái nơi xen ghép đối với một người thân ở lân cận để đảm bảo an toàn tính mạng cũng như là tài sản của hộ dân. Quảng Ngãi hiện có 160 điểm có nguy cơ sạt lở tại 5 huyện miền núi, ảnh hưởng trực tiếp đến hơn 2.000 hộ dân với hơn 8.500 nhân khẩu. Địa phương đã lập danh sách từng điểm, xây dựng phương án di dân, công bố đường dây nóng để người dân cung cấp thông tin khi phát hiện vết nứt núi. Không được chủ quan lơ là, mất cảnh giác, và phải xem đây là nhiệm vụ chính trị trong những tháng cuối năm để làm sao ứng phó kịp thời thời tiết thiên tai, và trên cơ sở các cái phương án của các địa phương đi kiểm tra đánh giá và điều chỉnh
nâng cao cái tinh thần chủ động tại địa phương cơ sở để làm sao chúng ta có cái phương án ứng phó tốt nhất. Cùng với phương án di dân, các địa phương có điểm sạt lở núi cũng lựa chọn chuẩn bị sẵn từ sớm các vị trí ở tạm cũng như lo đầy đủ nhu yếu phẩm cần thiết, đảm bảo điều kiện tốt nhất cho người dân khi di dời đến. Vừa qua, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên đã có buổi tiếp xúc cử tri tại thị xã Sông Cầu trước kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15. Các cử tri phản ánh dự án khu đô thị mới Bắc Lục Khẩu, khu A, nằm bất động nhiều năm, khiến cho nhiều người là chủ sở hữu các nền đất tại dự án điêu đứng, lo lắng và lâm vào cảnh nợ nần. Phản ánh của phóng viên truyền hình Quốc hội Việt Nam tại Phú Yên. Cuối năm 2016, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên chấp thuận chủ trương cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Việt Long Phú Yên làm chủ đầu tư dự án khu đô thị mới Bắc Lục Khẩu, khu A tại thị xã Sông Cầu. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 240 tỷ đồng, công suất thiết kế 466 nền đất. Dự án có tên gọi khác là khu đô thị Vịnh Xuân Đài. Thế nhưng cuối năm 2022, ông Nguyễn Xuân Châu là tổng giám đốc của công ty đã bị tạm giam vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, khiến cho số phận của dự án rơi vào bế tắc. Từ năm 2017 tới giờ là cái số tiền thì bỏ ra đủ hết rồi, đã trao cho nhà đầu tư hết, chứ không còn thiếu đồng nào hết. Nhưng mà vẫn không xây nhà được, vẫn không làm gì được ở đó, rất là khó khăn luôn. Trong khi hàng tháng là tôi phải trả lãi cho vốn vay, nhưng mà cứ nhìn cái lô đất đó nó vậy thôi, không làm gì được, rất là bức xúc. Cả các thủ tục này nọ đầy đủ của tỉnh cấp xuống, ủy ban cấp xuống, cho nên người dân cũng tin tưởng vào cái pháp lý mà đã cung cấp cho công ty Việt Long. Cho nên người dân cũng tin vào cái đó để mà mua. Chứ không biết mà nó bị đến bây giờ vẫn chưa ra sổ như vậy. Từ năm 2017 đến nay, chỉ bằng hình thức hợp đồng góp vốn, chủ đầu tư dự án đã thực hiện hàng trăm giao dịch mua bán, chuyển nhượng đất. Trong khi Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên mới chỉ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác cho chủ đầu tư dự án. Hiện cơ sở hạ tầng của dự án đã xuống cấp, dù nhiều lần cử tri đã kiến nghị chính quyền các cấp sớm giải quyết những tồn tại của dự án, nhưng dự án vẫn nằm bất động. Về cổ phần thì nói chứ đâu có phải ai cũng như dễ đâu, phải vay phải mượn phải này kia 6 năm trời mà trả lãi trả đồ, nên là rất là nóng ruột nóng gan, và nhiều hồ là rất là nhiều hộ gia đình phải tình nhau vì cái việc này, nên là bây giờ cũng một lần nữa rất là mong các lãnh đạo ở trên thì nghiên cứu và giúp đỡ cho người dân để giải quyết cái dự án này sớm trong năm 2025. Tại buổi tiếp dân tháng 9 vừa qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên đã có buổi đối thoại với các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án này. Ngay sau buổi đối thoại, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên đã ban hành kế hoạch để giải quyết những khó khăn vướng mắc của dự án khu đô thị mới Bắc Lục Khẩu theo đúng quy định của pháp luật. Dự kiến trong năm 2025, tỉnh Phú Yên sẽ giải quyết xong các kiến nghị của cử tri.